Thôn Vệ Tinh không tập 158 và tập 159, Thông Thiên Kiều, Vũ trụ Quốc chủ, thuyết minh tại kênh youtube truyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Những con đường trong phủ thành chủ rộng mênh mông, bên trong, những tòa kiến trúc chiếm diện tích chu vi hàng ngàn dặm. Sứ giả áo đen dẫn đám 12 người La Phong đi trong một hành lang rộng chừng 60 m cao 120 m chỉ thấy hai bên hành lang có những cánh cổng bằng đồng thao cao lớn, mỗi cánh cửa đồng thao dài chừng 160 m cao, 120 m trên các cánh cửa đồng thao đều có những chữ viết cổ kính. Mộ tổ, cự phủ, long hành. Trước mỗi cánh cổng đồng thao đều có một lão giả mặt mũi hiền từ đứng canh. Cái quỷ dị chính là các lão giả trước cửa lớn đồng thau đều trông giống nhau như đúc. Nơi này có 52 cửa, lần lượt là cửa vào mật thất 52 bia hỗn độn. Sứ giả áo đen mỉm cười nói. Phía trước chính là cánh cổng mật thất tu luyện cử vũ hỗn độn bia rồi. Ừm, đã tới. La Phong nhìn cánh cửa đồng thau trước mắt. Trên cánh cửa cổ kính tồn tại trên trăm triệu năm bằng đồng thau, có hai chữ cử vũ viết bằng tiếng thông dụng vũ trụ. Cánh cửa cao tới 120 mét làm cho người ta không tự chủ được phải ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh cánh cổng đồng thau có một lão giả ấn đường có thêm một con mắt đang đứng, trông y như những lão giả giữ cửa khác. Khảm Đức Lý đại nhân. Sứ giả áo đen khom người nói. Ưm. Lão giả ba mắt mỉm cười nhìn bọn người la phong trước mắt. Nhóm tiểu gia hỏa mới của công ty vũ trụ gia định à. Đúng sứ giả áo đen vô cùng cung kính sau đó xoay người nhìn về phía bọn người la phong vị này là khảm đức lý đại nhân người thủ hộ mật thất tu luyện bia hỗn độn trước cửa mật thất tu luyện 52 tấm bia hỗn độn đều là phân thân của khảm đức lý đại nhân khảm đức lý đại nhân đã thủ hộ 52 tòa mật thất này được hàng triệu kỷ nguyên rồi là cường giả được những người trong hỗn độn thành chúng ta rất tôn kính Giáo đám thanh niên giật mình nhìn lão giả ba mắt nhìn như bình thường diện mục từ thiện trước mặt không ngờ việc canh gác 52 mật thất tu luyện chính là phân thân của cùng một người, là một trong hỗn độn tam bảo, 52 bia hỗn độn có tầm quan trọng rất lớn, để một người hóa ra 52 phân thân thủ hộ, người này mạnh tới bao nhiêu, hơn nữa lại thủ hộ trên hàng triệu kỷ nguyên. Chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác, cũng chỉ sống trên 6.000 kỷ nguyên. Khảm đức lý đại nhân, đám 12 người la phong cung kính hành lễ. Ha ha, rõ là thanh niên, thấy các ngươi chính là thấy được hy vọng của nhân tộc khảm đức lý cười khẽ gật đầu các ngươi chờ ở đây đợi nhóm nhân mã tìm hiểu bên trong ra cái đã vâng 12 bọn la phong ngoan ngoãn nghe lời thật là biến thái hỗn độn thành không hổ là thánh địa tu luyện của nhân tộc trong vũ trụ cường giả như mây tiềm phục toàn là những thứ biến thái thoáng cái đã chạm mặt một lão quái vật thủ hộ mật thất tu luyện trên hàng triệu kỷ nguyên ba ba tháp cả kinh kêu lên sư phụ ngươi mạnh hơn người sống lâu hơn người biết bao nhiêu thế mà số cường giả người gặp được lại không nhiều hơn ngươi phòng đời khác nhau tao ngộ cũng khác nhau chủ nhân vẫn mặc tinh dù sao cũng là độc hành nên có thể chạm mặt một vũ trụ quốc chủ cũng đã là hiếm thấy rồi la phong tuy kém nhưng lại tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định có cơ hội tiếp xúc với một vài đỉnh cao khó tin của nhân tộc toàn vũ trụ khảm đức lý đại nhân khảm đức lý đại nhân một tiếng gọi vang lên soát một thanh niên người vượn đầu đội vòng vàng chân đi giày chiến toàn thân tản ra khí tức bưu hãn trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa đồng thao vội cung kính hành lễ với khảm đức lý rồi sau đó nhìn mọi người la phong không khỏi mặt mày hớn hở khảm đức lý đại nhân xem ra ta tới vừa khéo có thể cùng họ đi vào tìm hiểu nếu chậm một bước phải đợi thêm 7 ngày nữa à ngươi đột phá rồi à khảm đức lý cười nhìn thanh niên người vượn ừm thành công thông qua sát hạch tầng thứ sáu lại có cơ hội 7 ngày tìm hiểu nữa thanh niên người vượn nói ngay khảm đức lý nhắm mắt lại vài giây lập tức mở mắt gật gật đầu ừm người đích xác đã có thêm cơ hội để tìm hiểu bảy ngày nữa một lần nữa bên cạnh la phong trong đám người thầm nghĩ lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thành đã có được cơ hội tìm hiểu bảy ngày bây giờ xem ra tựa hồ nếu thỏa mãn một vài điều kiện thông qua một vài sát hạch vẫn có thể tìm được một cơ hội tìm hiểu nữa làm sao có thêm một cơ hội tìm hiểu bia hỗn độn nữa thì bọn la phong bây giờ vẫn còn chưa biết nhưng tin rằng chẳng mấy chốc sẽ biết thôi, dù sao cũng phải ở hỗn độn thành trên 30 năm. Lặng lặng chờ đợi. Đại khái chừng 5-6 phút sau, ầm ầm, cả cánh cổng đồng thao bắt đầu từ từ mở ra, bên trong mật thất tu luyện khí lưu hỗn độn lượn lờ, nhất thời thấy không rõ bên trong có gì. Ra cả đi, Khảm Đức Lý nhìn vào bên trong, trầm thấp quát. Thanh ngâm truyền nhập vào trong mật thất tu luyện, vang vọng không ngừng, chẳng mấy chốc trong luồng khí lưu hỗn độn, những bóng người nhanh chóng bay ra, không ít người ôm đầu, trừ một thanh niên cao lớn lực lưỡng trên trán có sáu con mắt phần còn lại là những người trở về mà không cam lòng nhưng vẫn phải đi mười ba người các ngươi bây giờ đi vào đi khảm đức lý nhìn đám người trước mắt bảy ngày sau cửa sẽ mở ra các ngươi liền lập tức ra ngoài hiểu chưa hiểu đám người gật đầu Ưm. khảm đức lý gật gật đầu đi vào đi đám người ai cũng mang theo một cảm giác thấp thỏm không yên rất khẩn trương hồi hộp rồi ai nấy cùng theo nhau đi vào. Mật thất tu luyện rất to, bên trong khí lưu hỗn độn lượn lờ. La Phong cẩn thận liếc nhìn vào bên trong, thoáng thấy giữa khí lưu hỗn độn có một tấm bia đá khổng lồ, hẳn đó là cửu vũ hỗn độn bia rồi. La Phong hơi chờ mong, hơi hồi hộp, những thanh niên khác đều như thế, chỉ có tên thanh niên người vượn là rất quen đường, lao vào sâu trong mật thất, lập tức bắt đầu tìm hiểu. Đến gần bia hỗn độn, mới nhìn rõ. Đây là một bức bia bia hỗn độn cao trăm mét, rộng khái gần trăm mét, trên mặt có 10 bức đồ họa, ở góc bia hỗn độn còn có một văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ, cửu vũ. Các bức đồ họa này giống y như bản bích họa cửu vũ hỗn độn bia lúc trước thấy trên hành lang, nhưng cảm giác rõ ràng không giống. Chín bức đồ họa trên cửu vũ hỗn độn bia lúc trước đã nhìn qua tranh vẽ, sau đó cũng đã sớm nhận biết. Bức đồ họa đầu tiên là những giọt mưa rải rác, cẩn thận đếm sẽ phát hiện, tổng cộng là 9 giọt mưa. Bức đồ họa thứ hai là mưa phùn liên tục, cẩn thận đếm thấy có tổng cộng 81 giọt mưa. Bước đồ họa thứ ba là vẽ mưa rào, vô số giọt mưa dày đặc, cẩn thận một đếm thì thấy có 108 giọt mưa. Bước đồ họa thứ tư là vẽ tinh thần, một hành tinh có bốn viên vệ tinh xoay quanh. Bước đồ họa thứ năm là vẽ hệ hàng tinh, một hàng tinh có hành tinh quay chung quanh, mỗi hành tinh đều có hoặc nhiều hoặc ít vệ tinh. Bước đồ họa thứ sáu, vẽ một giải ngân hà, dày đặc những tinh cầu hợp thành một giải ngân hà mênh mông thậm chí trước khi là Phong quan sát tranh vẽ, từng bảo cho ba ba tháp cẩn thận đếm số, nhưng lại căn bản không thể đếm hết rốt cuộc có bao nhiêu tinh cầu, bởi vì có những nơi hơi loáng thoáng, dường như có rất nhiều tinh cầu, nhưng lại căn bản không thể đếm. Bức đồ họa thứ bảy vẽ một loại quái thú kỳ dị. Bức đồ họa thứ 8, vẽ hai con quái thú cũng kỳ dị vô cùng. Bức đồ họa thứ 9 vẽ vô số con quái thú kỳ dị, căn bản không thể đếm được. Nếu nói bước đầu tiên tới bức đồ họa thứ 6, La Phong thoáng còn hoàn có thể hiểu một chút cảm giác được sáu đổ án đầu trong cử vũ hỗn độn bia đều mở ảo trình bày một đại đạo bản nguyên trí cao thì bức đồ họa thứ bảy tới thứ chín lại thật sự là quá trừu tượng Là phong cảm giác đó thuần túy là một bức họa quái thú kỳ dị làm gì mà ẩn chứa quy luật bản nguyên gì quá trừu tượng nhưng 52 tấm bia hỗn độn là trí bảo của vô số nhân tộc vũ trụ ngộ thông bất kỳ một tấm bia hỗn độn nào cũng trở thành vũ trụ quốc chủ rất dễ dàng điều này đã được vô số cường giả công nhận như thế bức đồ họa thứ bảy tới bức đồ họa thứ chín tự nhiên thật sự ẩn chứa ảo diệu khó tin thuần túy là do la phong thực lực quá kém đến cả một chút cảm giác trong tiềm thức cũng chẳng có la phong lúc trước nhìn tranh vẽ cũng đã thấy cử vũ hỗn độn bia rồi nhưng lúc này nhìn thấy bia hỗn độn chính thức thì đặc biệt là nhìn bức đồ họa đầu tiên bức họa giọt mưa thì ý thức tinh thần cả người trong nháy mắt đã hoàn toàn đám chìm chín giọt mưa đó trong ý thức của la phong diễn biến dày cảnh vô hạn phải biết rằng la phong có ba thân thể mà ba thân thể đều có nơi chứa ý thức khác nhau như nơi chứa ý thức của người địa cầu là linh hồn trong thức hải nơi chứa ý thức của kim giác cự thú là linh hồn bên trong nguyên hạch nơi chứa ý thức của phân thân ma sát tộc là tinh hạch sinh mạng vì ba người lại là một thể nên ý thức vẫn dùng chung do đó la phong thấy tự nhiên hai thân thể khác đang trong không gian trong cơ thể cũng thấy được hống trong mắt kim giác cự thú Chín giọt mưa giống như hóa thành một rừng chân đầy móng vuốt sắc bén, lại nh những cái đuôi rít lên quất tới, rồi lại giống như là một con kim giác hung ác phóng tới. Phần thân ma sát tộc Hắc Y La phong cầm thuẫn bài và chiến đao, trung tâm sinh mạng trong cơ thể khẽ xoay tròn, hoàn toàn phù hợp với bản nguyên không gian. Trong cảm giác, chín giọt mưa hoàn toàn biến thành những chiêu đao pháp ẩn chứa công kích theo quy luật bản nguyên không gian, là con cưng của không gian. Phần thân ma sát tộc không tự chủ được lập tức thi triển đao pháp còn bản tôn người địa cầu đang ngồi trước cửu vũ hỗn độn bia lại thấy đó là chín giọt mưa nhưng lại mờ ảo thấy chín loại ý cảnh bất đồng giống như hóa thành chín thanh kim kiếm tiến hành không ngừng tổ hợp liên tục tiến hành tiến công sở trường khác nhau cảm nhận khác nhau vậy thì tất cả trăm sông đổ về một biển có thể thành hỗn độn thành trí bảo một trong trí bảo của cả vũ trụ nhân tộc cửu vũ hỗn độn bia đích xác ảo diệu vô cùng khí tức ẩn chứa quy tắc vô hình dung dẫn dắt cảm nhận của người ta tăng lên vì kỳ quý giá do đó người tới đây tìm hiểu rất nhiều cho nên mới hạn định lần đầu tới hỗn độn thành sẽ có một lần cơ hội tìm hiểu về phần sau này thì phải dựa vào nhận thức của chính mình tài nguyên có hạn cường giả chính thức mới có thể thu được một lần hai lần ba lần cơ hội tìm hiểu mỗi lần vèn vẹn chỉ có bảy ngày trong mật thất tu luyện mười ba người bọn la phong hoàn toàn đắm chìm căn bản không thấy được thời gian trôi qua ầm ầm cánh cửa đồng thau ầm ầm mở ra mười ba người vẫn mê muội không hề tỉnh lại ra cả đi một thanh âm truyền vào quán nhập thẳng óc mỗi người ra cả đi ra cả đi ra cả đi ra cả đi thanh âm không ngừng vang vọng trong óc càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn điều này làm tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh lại thanh âm ầm ầm vang vọng không ngừng trong đầu làm la phong phải đưa tay lên ôm đầu vèo 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 mười ba người vội vàng lao ra ngoài khi vừa ra khỏi cánh cửa thanh âm vang vọng không ngừng trong óc trong nháy mắt biến mất lúc này mới cảm thấy thoải mái kết thúc rồi à la phong vừa đi khỏi cánh cửa hơi quay đầu nhìn về phía phòng tu luyện vẻ không cam lòng song trong mở thất tu luyện khí lưu hỗn độn vờn quanh căn bản thấy không rõ được bia hỗn độn nữa lúc này la phong hơi hiểu ra vì sao nhóm người trước kia khi ly khai lại quyến luyến như vậy trước mở thất tu luyện thanh niên người vượn cung kính hành lễ với thủ hộ giả khảm đức lý sau đó hóa thành một luồng hào quang rời đi. Mười hai người các ngươi chờ một chút. Thủ hộ giả khảm đức lý mỉm cười nói. Hả? La Phong nghi hoặc nhìn về phía vị lão giả trước mắt, những thiên tài khác cũng nghi hoặc, khảm đức lý mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên các ngươi tiến vào mật thất tu luyện, nên ta nhắc nhở các ngươi một việc. Các ngươi bây giờ nên tìm cho mình một căn nhà tu luyện trước, để dùng trong vòng 30 năm tới. Sau đó các ngươi nên vào vũ trụ giả định, xin vào thông thiên kiều vào thông thiên kiều bọn người la phong đều rất nghi hoặc các người đăng nhập vào mạng vũ trụ giả định rồi vào thông thiên kiều sẽ hiểu khảm đức lý cười khẽ nói các người có thể đi rồi thấy thủ hộ giả không muốn nói quá nhiều bọn người la phong cũng chỉ có thể ly khai sau khi ra khỏi phủ thành chủ bọn mười hai người la phong cũng tách ra luôn bắt đầu tìm căn nhà tu luyện cho mình hỗn độn thành chiếm diện tích cực lớn ngoại trừ một số ít những kiến trúc đặc biệt các căn nhà tu luyện gần như giống như đúc hơn nữa tuyệt đại đa số cửa các căn nhà tu luyện đều có màu trắng, có nghĩa là căn nhà tu luyện đó còn không có chủ nhân nữa. Chọn nơi nào làm chỗ tu luyện sau này đây? La Phong suy nghĩ một chút, ừm, chọn nơi nào yên tĩnh ở gần trung ương hỗn độn thành là được, phủ thành chủ chính là ở giữa hỗn độn thành, chung quanh phủ thành chủ có rất nhiều căn nhà tu luyện không có chủ. La Phong chẳng mấy chốc đã lựa chọn được một căn nơi khá là khuất nẻo. Đứng trước cửa căn nhà tu luyện, tay đặt vào cánh cửa, cửa vang lên những tiếng động lích tích rồi màu sắc cánh cửa cũng bắt đầu dần dần sậm lại từ màu trắng nhạt cuối cùng biến thành màu xám sậm rồi không còn biến hóa nữa hoan nghênh chủ nhân một giọng nói điện tử vang lên ươm là phong tiến thẳng vào căn nhà tu luyện lầu một là một phòng khách cực lớn bên trong rất tiện nghi tiên tiến vô cùng thanh âm điện tử tiếp tục vang lên tôi là trí năng phục vụ trong lúc chủ nhân ở đây tôi sẽ phục vụ cho chủ nhân bất kỳ thứ gì mà chủ nhân muốn, tỉ như ăn, uống, cứ việc phân phó. Ưm. La Phong đi thẳng dọc theo thang lầu, hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt đã lên đến lầu ba sân thượng. Trên sân thượng cũng có một vài hình khác mà những người tu luyện trước đã tùy ý lưu lại những cảm ngộ, nhưng không hề có quy luật. Mặc dù thoáng có thể cảm giác được một vài ý cảnh đặc thù, nhưng sau khi đã thấy 52 tấm bia hỗn độn, thì loại hình khắc loạn thất bát tào không hề có quy luật như thế này, cũng không hứng thú gì nhiều lắm mình có thời gian không nhiều trong vũ trụ nguyên thủy không thể lãng phí vào những việc hiệu suất thấp phù từ hôm nay trở đi ta sẽ chính thức ở lại hỗn độn thành bắt đầu trải qua rất nhiều năm tháng tu luyện la phong nhìn quanh xa xa thấy một vài sân thượng căn nhà tu luyện nơi những người khổ tu đang ngồi những người tu luyện đó tướng mạo khác nhau tóc cũng đều đã để dài rất lâu rồi tựa như rất nhiều năm chưa từng động vào đăng nhập vào mạng vũ trụ giả định vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn Khu Thái Sơ Trang Viên số 1136. La Phong xuất hiện trong trang viện. Điện hạ, một đám tôi tớ, hộ vệ vội hành lễ. Ưm. La Phong gật đầu, đồng thời nói. Xin tiến vào thông thiên kiều. Rõ. Trợ lý giả định trên vai La Phong, bà bà tháp cỡ bằng nắm đấm lập tức bắt đầu liên lạc với tổng hệ thống vũ trụ giả định, rồi xin phép. Chẳng mấy chốc một thanh âm đã vang lên trong đầu La Phong. Xác nhận thân phận, La Phong, ngươi đạt được tư cách tiến vào thông thiên kiều vĩnh viễn hy vọng ngươi cố gắng mà đi đến cuối thông thiên kiều bây giờ chuyển tống soát Là phong biến mất khỏi trang viện mình vũ trụ giả định một vị diện không gian đặc thù vị diện không gian này là hải dương mênh mông nước biển rào rạt còn trên hải dương có duy nhất một hòn đảo tuyệt đẹp bên bờ hòn đảo đẹp tuyệt đó tổng cộng có 52 mươi cảng mỗi cảng đều kéo dài ra một cái cầu dài vô tận một mạch kéo dài tới tận cuối thiên địa như muốn nối liền với chân trời xa xôi cả cây cầu dài hoàn toàn chìm vào bầu trời hải dương trên mặt biển sóng đánh dữ dội ngoài ra còn có một lớp sương mù mờ ảo làm cho người ta không thể thấy rõ trong biển có những gì sương mù quấn quanh vào cây cầu tất cả nhìn như mộng như ảo la phong đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường hòn đảo la phong la phong người cũng tới rồi chung quanh đã có chín thanh niên la phong nhìn quanh chín người này đều là người lúc trước cùng mình đi tìm hiểu cửu vụ hỗn độn bia các người biết rốt cuộc đây là đâu không? La Phong tò mò hỏi. Người hỏi giám thủ già đại nhân đi. Chín người đều chỉ về phía nam tử mặc áo choàng đen trên quảng trường gần đó. Nam tử có bốn tai, nhưng lại không có mũi, lúc này tươi cười đi tới. Xin chào, La Phong, ta là giám thủ già vị diện thông thiên kiều, ba phân, nhưng ta thích người khác gọi ta là giám thủ già hơn. Xin chào, giám thủ già đại nhân. La Phong cung kính hành lễ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, giám thủ giả ba phân gật đầu nói Vì diện thông thiên kiều được sáng tạo tương ứng với 52 tấm bia hỗn độn ở hỗn độn thành bởi vì nhân tộc vũ trụ chúng ta trải qua vô số năm tháng tìm hiểu 52 tấm bia hỗn độn cho nên trong hỗn độn thành cũng hình thành 52 trường phái giám thủ giả ba phân cảm khái như các ngươi đều đã tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia tự nhiên thuộc loại thành viên của cửu vũ phái những người tìm hiểu bia hỗn độn sẽ có cảm ngộ cao thấp khác nhau người có thực lực cao hỗn độn thành mới có thể cho thêm một lần cơ hội tìm hiểu bia hỗn độn nữa la phong sáng mắt lên bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất thêm một lần cơ hội tìm hiểu được một lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia mình đã có phương hướng chính xác về việc tu luyện trong tương lai loại khoái cảm tiến bộ này đích xác làm cho người ta phải si mê nếu có thể trở lại tìm hiểu một lần nữa quả là một việc tốt đẹp biết bao nhiêu làm sao để chứng minh thực lực cao thấp, không phải dựa vào miệng để nói. Giám thủ giả ba phân mỉm cười nói. Do đó trong vũ trụ giả định cũng kiến tạo ra vị diện thông thiên kiều, lên thông thiên kiều càng cao thì đại biểu cho thực lực càng mạnh. Đảo này có 52 thông thiên kiều, lần lượt đối ứng với 52 tấm bia hỗn độn, các ngươi tìm hiểu kiều vũ hỗn độn bia, do đó phải đi vào kiều vũ thông thiên kiều. Cửu vũ thông thiên kiều dài đằng đẵng vô cùng, từ tầng này lên tầng khác, yêu cầu không ngừng tăng cao tổng cộng có tới xxx tầng. Nếu thành công vượt qua tầng thứ nhất, sẽ đạt được một lần cơ hội tìm hiểu, mỗi lần xông lên một tầng nữa, sẽ lại đạt được một lần cơ hội tìm hiểu nữa. Giám thủ giả ba phân cười nhìn La Phong. À, La Phong tỉnh ngộ. Đúng, lúc trước trước mật thất tu luyện đã gặp được thanh niên người vượn, thanh niên người vượn lúc đó đã nói. Ừm, thành công thông qua sát hạch tầng thứ sáu, lại có thêm bảy ngày cơ hội tìm hiểu nữa. Hiển nhiên mỗi lần vượt qua một tầng, sẽ được gia tăng một lần cơ hội tìm hiểu. Rất khó, thông thiên kiều rất khó lên. Giám thủ giả ba phân cảm khái. Những tiểu gia hỏa giống như các ngươi, khi vừa mới bắt đầu, đến cả tầng thứ nhất cũng không thể qua nổi. La phong cả kinh. Cửu vũ thông thiên kiều, tổng cộng có 27 tầng, càng đi xa, đại biểu cho việc ngươi cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia càng sâu. Nếu ngươi hoàn toàn hiểu được cửu vũ hỗn độn bia, có thể vượt qua toàn bộ xxx tầng, nhưng việc này quá khó. Bất hủ bình thường chỉ sông tới tầng 10. Giám thủ giả ba phân cảm thán nói. Nếu sông tới tầng 18, có thể nói là gần như vô địch trong các bất hủ rồi. Sông tới tầng 21, có thể trở thành vũ trụ quốc chủ. Gì cơ? Là phong cả kinh. Sông tới tầng 21, có thể trở thành vũ trụ quốc chủ. Trở thành vũ trụ quốc chủ quá khó, bởi vậy có thể tưởng tượng được sông tới tầng 21 khó bao nhiêu, còn trở thành bất hủ cũng rất khó, do đó kỳ thật sông vào tầng 10 cũng đã rất tài ba rồi về phần tầng 21 cao nhất, chỉ có hiểu được cả cửu vũ hỗn độn bia mới có thể thành công, việc đó quá xa xôi. Cố gắng đi! Giám thủ giả ba phân mỉm cười nói. Đây là một con đường đi tới đại đạo đỉnh cao, trong nhân tộc vũ trụ, có thể lập xương một trường phái, hơn nữa một khi ngươi có thể thông qua, sau này sẽ trực tiếp nhận được tư cách cư dân vĩnh cửu của hỗn độn thành, không cần bất kỳ điều kiện gì khác. Hả? La Phong sáng mắt lên. Cư dân vĩnh cửu hỗn độn thành nhưng muốn vượt qua 21 tầng quả là quá khó khăn. Lúc trước mấy người tiến vào đều đã thất bại. Giám thủ giả ba phân nhìn về phía bọn người La Phong. Người kế tiếp lên cửu vũ thông thiên kiều đi. Tới ta. Lúc trước đã có mấy người tới đây, lần lượt nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang bay về phía cửu vũ thông thiên kiều trong số 52 thông thiên kiều. Vẻn vẹn chỉ hai phút sau, giám thủ giả ba phân nói luôn. Vẫn thất bại, tiếp tục. Lại thất bại. Thất bại, kế tiếp cũng thất bại, chỉ còn lại có La Phong thôi. Đám người mới đi vào cửu vũ thông thiên kiều tổng cộng có 12 người, trong đó có hai người bao gồm cả La Phong là chưa vào, còn bây giờ trong 12 người liên tục thất bại 11 người, chỉ còn lại có một mình La Phong. Điều này làm La Phong rất áp lực. Quả nhiên thông thiên kiều rất khó vào, những người ấy ai ai cũng là thiên tài, có tới ba người ở khu vực thiên địa, lại không một ai có thể vượt qua tầng thứ nhất. La Phong, cố gắng lên. Giám thủ giả ba phân cười nhìn La Phong. Nhóm các người đến giờ, cộng cả nhóm gần 900 người đã kiểm tra lần trước, như vậy đã kiểm tra gần 9 phần rồi. Nhiều người như vậy, ngoại trừ một tên Bá Lan, trừ mấy tên khác không một ai vượt qua tầng thứ nhất. Gì cơ? La Phong giật mình. Rất nhiều người khác ngay từ đầu đã được đi tới mật thất tu luyện tìm hiểu, La Phong đứng ở cổng lầu đợi một ngày, sau đó đám thanh niên thiên tài này bây giờ có tới 900 người đã tiến hành kiểm tra thông thiên kiều, là việc rất bình thường. Bá Lan rất mạnh, hắn một hơi liên tục vượt qua tầng thứ nhất và tầng thứ hai đạt được hai lần cơ hội tìm hiểu nữa giám thủ giả ba phân cảm thán nói về phần những người khác đến cả tên tiểu gia hòa trong nguyên thủy bí cảnh tên là lũng vân cũng thất bại không thể vượt qua tầng thứ nhất không một ai thông qua tầng thứ nhất cả áp lực là phòng cảm giác được áp lực trong đám thiên tài tuyệt đình lần này bá lan lũng vân gia lai tây bọn người đều đã kiểm tra dựa theo thời gian tiến vào mật thất tu luyện la phong tiến vào mật thất tu luyện thì đám nhung quân thiếu niên man tạp tinh ô tạp lựa chọn cựu phủ bia hỗn độn vẫn còn chưa tiến vào mật thất tu luyện do đó bây giờ những thiên tài tuyệt đỉnh ở khu thái sơ chưa tới kiểm tra cũng chỉ có ba người là la phong nhung quân ô tạp xông lên đi giám thủ giả ba phân chờ mong nhìn la phong veo la phong hóa thành một tàn ảnh lao thẳng về phía một cây thông thiên kiều kéo dài tới tận cuối thiên địa từ rất xa đã thấy trước thông thiên kiều có một tấm bia đá trên tấm bia đá có hai chữ cửu vũ thông thiên kiều kéo dài liên tục thẳng đến cuối chân trời sương mù trắng xóa bao phủ phía dưới nước biển dập dờn la phong vừa bước vào cửu vũ thông thiên kiều trong nháy mắt trong đầu đã vang lên thanh âm của ba ba tháp la phong vừa mới nhận được một tin nhắn là do công ty vũ trụ giả định gửi nội dung gì la phong vội hỏi là quy tắc thưởng điểm tích lũy ba ba tháp nói ngay điểm tích lũy la phong đứng trên thông thiên kiều không khỏi cảm thấy rất vui ở công ty vũ trụ giả định có rất nhiều vật phẩm vô cùng chân quý, như binh khí niệm lực cấp 5, hoặc như trái sinh mạng cũng có thể mua được. Loại mức độ tài nguyên phong phú này làm cho người ta phải líu lưỡi, nhưng là phải dựa vào điểm tích lũy mà đổi. Người có lẽ có vô số tiền bạc, nhưng trong công ty vũ trụ giả định lại chỉ là cho dùng điểm tích lũy mà đổi thôi. Lấy được bằng điểm tích lũy cũng có rất nhiều phương pháp. Bây giờ ở hỗn độn thành, các ngươi cũng có một loại phương pháp tìm được điểm tích lũy, đó là xông vào thông thiên kiều. Ba ba tháp nói: Cử Vũ Thông Thiên Kiều Cộng có 21 tầng. Vượt qua tầng thứ nhất, thưởng 100 điểm tích lũy. Vượt qua tầng thứ hai, thưởng thêm 200 điểm tích lũy. Vượt qua tầng thứ ba, thưởng thêm 400 điểm tích lũy. Theo thứ tự cứ lên nữa, càng lên cao sẽ lần lượt là 800, 1600, 3200. Là Phong tính toán một chút, nếu lên tới trên 10 tầng, 20 tầng thì điểm tích lũy sẽ cao ghê hồn. Nhưng vượt qua tầng 21 đã có thể trở thành vũ trụ quốc chủ, có thể thấy được điểm tích lũy khó kiếm cỡ nào. La Phong, trong tin nhắn còn nói, các người là những người mới, vừa mới tiến nhập hỗn độn thành. Đối với những thiên tài ngàn năm, công ty vũ trụ giả định có quy tắc thưởng đặc biệt, chỉ cần khi còn ở hỗn độn thành mà lên thông thiên kiều, thưởng điểm tích lũy hết thảy đều tăng gấp 10. Nói cách khác, trong 30 năm, người vượt qua tầng thứ nhất, điểm tích lũy được thưởng là 1.000 điểm, vượt qua tầng thứ hai, thưởng thêm 2.000 điểm theo thứ tự tăng cao. Mức thưởng gấp 10 này chỉ áp dụng cho những người mới lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thành tương lai, khi các ngươi rời hỗn độn thành thì không có mức thưởng này nữa. La Phong gật gật đầu. Vốn mỗi tầng thưởng 100, 200. Bây giờ là 1.000, 2.000. Nguyên nhân của khoảng thưởng đặc biệt cho đám thanh niên này là họ còn trẻ, do đó phần lớn đều là vừa mới nhập môn quy luật bản nguyên vũ trụ, không nghe lúc trước giám thủ giả ba phân nói sao. Trong nhóm gần 900 trong số 1.000 thiên tài của công ty vũ trụ giả định đã kiểm tra, ngoại trừ một tên bá lan, những người khác chẳng ai vượt qua tầng thứ nhất cả. Muốn có được điểm tích lũy? Khó! Xông lên, La Phong, đưa mắt nhìn thông thiên kiểu kéo dài cuối trời phù đầy mây mù, nhau mắt, sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Hỗn độn thành! Đám người La Phong kiểm tra xem như tương đối muộn, như bá lan, gia lai tây, Nga thần vân vân, rất nhiều thiên tài sớm đã kiểm tra rồi, hơn nữa. Họ cũng nhanh chóng hiểu rõ rất nhiều thứ về Hỗn Độn Thành. Muốn trở thành cư dân vĩnh cửu của Hỗn Độn Thành, hẳn là có vài phương pháp, nhưng loại tài ba nhất chính là vượt qua tầng 18 của Thông Thiên Kiều, phàm là có thể vượt qua 18 tầng Thông Thiên Kiều, đều có thể nói là tồn tại vô địch trong các bất hủ, hơn nữa, họ đều có tư cách mở tông phái ở Hỗn Độn Thành, Tương Mạc cảm thán nói. 52 trưởng phái, đích xác có rất nhiều tông phái. Thiên Thủy khẽ gật đầu. Có thể mở ra một tông phái, rất tài ba. Tương Mạc nói, đều là trường phái của mình, có thành tựu cực cao, nhưng muốn tiến vào những tông phái ấy để nghe đám cường giả đó giảng bài lại yêu cầu ít nhất phải xông tới tầng thứ ba. Hỗn độn thành, cấm không được chiến đấu. Là một thánh địa tu luyện của cả nhân loại vũ trụ, nơi này có 52 đại trường phái, mỗi trường phái đều có rất nhiều cường giả sáng tạo một vài tông phái. Những tông chủ có thể được phủ thành chủ thừa nhận, có tư cách sáng tạo tông phái, tối thiểu cũng phải vượt qua tầng 18. Những tông chủ ấy thuần túy chỉ giảng bài, đệ tử phía dưới chỉ nghe. Để có tư cách tham gia nghe giảng bài phải thông qua được 3 tầng đầu thông thiên kiều, nếu đến cả 3 tầng đầu mà cũng không qua được thì không có tư cách đi nghe giảng. 52 tấm bia hỗn độn, mức độ thâm ảo không đồng nhất. Tương Mạc cảm thán nói: "Dẫn chứng là trong 52 thông thiên kiều, có thông thiên kiều có xxx tầng, có thông thiên kiều là 24 tầng, có cái 27 tầng, cao nhất là 32 tầng." 52 tấm bia hỗn độn này cũng chỉ có thông thiên kiều của cựu phủ hỗn độn bia là nhiều tầng nhất. Số tầng thông thiên kiều cũng phản ánh một phần nhất định về sự thâm ảo của bia hỗn độn. Bởi vì tất cả thông thiên kiều chỉ cần có thể vượt qua tầng 21 là có thể trở thành vũ trụ quốc chủ rồi. Không phải lên cao càng khó. Thiên thủy từ từ lắc đầu. Muốn sinh ra một vị vũ trụ quốc chủ là vô cùng khó khăn. 52 tấm bia hỗn độn mặc dù thâm ảo khác nhau, nhưng vô số cường giả thiên tài cũng khó mà có được một người vọt tới tầng 21. Nếu đến cả 21 tầng mà cũng chưa vượt qua, thì cũng chẳng nên bàn về các tầng sau của cự phủ hỗn độn bia nữa. Đúng. Tương Mạc gật đầu. Trong 52 tấm bia hỗn độn, cử vũ hỗn độn bia xem như một tấm bia hỗn độn cực kỳ thâm ảo, đủ để xếp top 5. Đương nhiên, trước khi trở thành vũ trụ quốc chủ, thảo luận xem cái tấm bia hỗn độn nào thâm sâu hơn thì chẳng có nghĩa lý gì. tỉ như trong chín đồ án của cử vũ hỗn độn bia, Đặc biệt là ba bức đồ họa sau cùng, là phong căn bản chẳng cảm giác gì cả, thật sự quá khó hiểu, căn bản không cảm giác được chút quy luật bản nguyên nào. Hỗn độn thành, một tòa tháp cao 9 tầng. Bên trong hỗn độn thành tuyệt đại đa số đều là những căn nhà tu luyện giống như đúc, còn một vài kiến trúc đặc biệt, đó đại biểu cho một loại địa vị đặc biệt. Tầng 7 tòa tháp 9 tầng. Một nữ tử bao phủ trong say đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nửa người dưới của nàng là đuôi rắn khổng lồ chỉ thấy chiếc đôi rắn quấn quanh thành một vòng trên mặt đất, mặt nàng mờ ảo làm người ta không thể thấy rõ, chỉ thấy một đôi mắt óng ánh như sao trời, bên trong như chứa một dải ngân hà sáng chói làm cho người ta phải si mê. người đã đến rồi, À, nữ tử đôi rắn nói với thanh âm khàn khàn. ha ha một tráng hán người vượn thân thể cường tráng, mặc chiến khải kim sắc, mặt đầy lông tơ kim sắc, chợt xuất hiện trong tháp cười to nói: Vụ ni ngươi dù sao cũng là một tông chủ trong cử vũ trường phái ta bất luận như thế nào ngươi cũng hẳn phải mở cổng ra giảng bài chỉ điểm cho hậu bối đi chứ nữ tử đuôi rắn khàn khàn nói trần diễn vương bây giờ trường phái cửu vũ có rất nhiều tông chủ khai tông mà ngươi là người mạnh nhất có ngươi giảng ta không cần phải giảng nữa ha ha tráng hán người vượn cười ha ha ngươi và ta tu luyện vô số năm vùi đầu khổ tu cũng hoàn toàn vô dụng rồi thỉnh thoảng đốn ngộ mới có hiệu quả ta thấy Ngươi cũng đừng đứng mãi ở Cửu Vũ lâu của ngươi, lúc trước kiến tạo Cửu Vũ lâu, Hắc Vũ Vương nói là muốn hiểu được chín đồ án, sẽ tới tới đỉnh cao Cửu Vũ lâu, sao lại trở nên hạ mình như vậy? Bất Hủ địa vị có cao có thấp, bất hủ tầm thường chỉ có thể trở thành một quân chủ thống lĩnh một quân đội. Còn cường giả thì được Phong Hầu Phong Vương, Tỷ Như Chân Diễn Vương, Hắc Vũ Vương, đều được xem là những siêu tồn tại trong các bất hủ, đều mở tông phái, giảng giải cho đám hậu bối. Cửu Vũ Lâu cũng có danh khí rất lớn ở hỗn độn thành, vì năm đó Hóc Vũ Vương cho xây Cửu Vũ Lâu đã nói, tìm hiểu được một đồ án, sẽ đi lên một tầng. Hiển nhiên, bây giờ nàng bắt đầu tìm hiểu đồ án thứ bảy trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, cho nên đang ở tầng thứ bảy của Cửu Vũ Lâu. Đi thôi, một nhóm thiên tài mới nhất của công ty vũ trụ giả định ta có mấy người đã chọn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, nhìn xem có mầm tốt nào không, bất luận như thế nào, ta cũng là chân diễn vương của công ty vũ trụ giả định. Tráng hán người vượn cười nói ngươi là công ty vũ trụ giả định, ta là vũ trưởng cựu phủ, tại sao ta và ngươi cùng đi? Nữ tử đuôi rắn lạnh lùng nói. Thật chẳng nề mặt ta gì à? Tráng hán người vượn trừng mắt. Hai người mặc dù thuộc về thế lực khác nhau, nhưng giao tình rất sâu, cùng mở tông phái ở hỗn độn thành, năm đó cùng nhau trao đổi những cảm ngộ về cửu phụ hỗn độn bia. Một lần trò chuyện tranh luận về cảm ngộ quy luật, đã liên tục cả kỳ nguyên, đây là một câu chuyện được mọi người ca tụng ở hỗn độn thành lần trao đổi tranh luận đó làm hai người họ cùng đột phá thêm một tầng đi thôi nữ tử đuôi rắn liếc liếc mắt nhìn người vượn ha ha tráng hán người vượn cũng nở nụ cười vũ trụ giả định vị diện thông thiên kiều trên đảo chờ xuất hiện hai người tráng hán người vượn và nữ tử đuôi rắn hai người thuần túy uy áp ý chí phát ra đã khiến cho người đối diện như thấy cả tinh không vô tận trân diễn vương hóc vụ vương giám thủ giả ba phân cung kính hành lễ mấy tên tiểu gia hòa cửu vũ nhất mạch đã kiểm tra xong hết chưa tráng hán người vượn nhìn giám thủ giả giám thủ giả ba phân cung kính nói lần này lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia tổng cộng có 12 người trong đó 11 người vừa mới chấm dứt kiểm tra xong bây giờ người tiến hành cuối cùng cũng là người có hy vọng lớn nhất trong số 12 người này tên là la phong có hy vọng nhất à người vượn kim sắc nhíu mày một cái ừm lúc trước toàn bộ đã thất bại chưa từng ai có thể thông qua tầng thứ nhất Giám thủ giả ba phần nói. Thất bại cũng không sao. Người vượn trắng hán cười khẽ nói. Có người trong nháy mắt đã bị đánh bại, có người vùng vẫy hồi lâu mới thất bại, còn có khi xém một chút nữa là thắng. Đây cũng đại biểu cho khác biệt về thực lực. Người đưa những video về chiến đấu ở thông thiên kiều của những người đã xong cho ta xem. Đợt lát nữa đưa video cấp chiến đấu la phong cho ta. Vâng. Giám thủ giả ba phân lập tức đưa ra 11 video. Là một giám thủ giả, ba phân bình thường, có rất nhiều việc, loại như lưu giữ video chiến đấu ở thông thiên kiều hắn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn vù 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 màn hình xuất hiện trước mặt người vượn chân diễn vương chân diễn vương quan khán vẻ hứng thú video chiến đấu cùng bắt đầu truyền tới ô chân diễn vương vuốt cằm về về dấu mép kim sắc tặc lưỡi lúc này la phong cũng chạy đến cuối tầng thứ nhất cử vũ thông thiên kiều lựa chọn đối thủ của người đi người có thể lựa chọn vũ giả trường khống giả tinh thần niệm sư tinh thần niệm sư huyễn thuật sư tùy ý lựa chọn bất kỳ đối thủ nào chiến thắng đối thủ của ngươi sẽ thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều phía trước la phong là một đám mây mù khổng lồ trong mây mù phát ra một thanh âm vang rền dựa theo tin tức la phong nhận được phải đánh bại đối thủ mây mù mới tiêu tán rồi tiến vào tầng cao hơn của thông thiên kiều ta lựa chọn trưởng khống giả la phong trịnh trọng nói vù trong mây mù lập tức bay ra một chất lòng màu đen chất lòng màu đen giữa không trung bắt đầu ngưng tụ thành hình Hóa thành thần bí nhân đeo mặt nạ đen, thần bí nhân chân đạp ám vân thoa, phát trường côn màu vàng sậm diễn thần binh, đôi mắt u lãnh dưới mặt nạ màu, đen, nhìn chằm chằm vào La Phong, nói tiếng người. Chiến đấu, bắt đầu đi. Đánh bại hắn, người có thể tiến vào tầng thứ hai thông thiên kiều. Cuồng mây mù trượt phát ra âm thanh. Giống ta, cũng chân đạp ám vân thoa, cũng sử dụng diễn thần binh. La Phong nheo mắt, động tâm ý trong tay xuất hiện tuyệt không thuẫn hình lục lăng và ảnh kim đao hình thức quyết ảnh chiến đao đồng thời trường côn màu vàng sậm phía sau lập tức bắn ra rất nhiều chuỗi kim quang chừng 54 chuỗi kim quang chín chuỗi kim quang nhanh chóng dung hợp hóa thành sáu thanh kim kiếm dài hơn một thước rất chân thật diễn thần binh tầng thứ hai thích thiên thức sẽ là thi triển ra một thanh kim kiếm còn la phong một hơi liên tục thi triển ra sáu thanh kim kiếm một là vì niệm lực từ cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc một mà quan trọng hơn là trong lưỡi trình 3 năm trong vũ trụ, thực lực La Phong cũng để cao tới mức kinh người. Giết! Kẻ thần bí gầm khẽ một tiếng, chân đạp ám vân thoa bổ xuống, đồng thời phía sau cũng nhanh chóng hình thành ra ba thanh kim kiếm ngưng tụ rất thực. Hai người đều là trưởng khống giả. Vừa lao về phía đối phương, một bên khống chế sáu thanh kim kiếm, bên kia khống chế ba thanh kim kiếm. Ba năm, ta không hề buông lòng, so với thời thiên tài chiến ta đã mạnh hơn nhiều lắm dùng người để kiểm tra thực lực của ta bây giờ đi trong mắt la phong dâng lên ý chí chiến đấu vô tận sáu thanh kim kiếm trong nháy mắt thuần thục vô cùng phối hợp với nhau áp bách thẳng vào địch thủ choang 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 giữa không trung sáu thanh kim kiếm và ba thanh kim kiếm mà thần bí nhân thi triển ra tiến hành điên cuồng công kích chuyện gì thế la phong cả kinh trong lòng trước khi tới hỗn độn thành mình có thể thi triển ra sáu thanh kim kiếm mình có thể khống chế sáu thanh kim kiếm rất nhẹ nhàng nguyên nhân chính là vì khống chế rất quen mặc dù tìm hiểu hỗn độn thành bia hỗn độn bảy ngày mình đã có tiến bộ rất lớn nhưng vẫn lựa chọn chỉ sử dụng sáu thanh kim kiếm vì đã mình rất quen với một vài phương án công kích sử dụng sáu thanh kim kiếm ngăn chờ được à ta không tin đôi mắt la phong trở nên lạnh lùng sáu thanh kim kiếm giống như sáu binh lính phối hợp tuyệt diệu tiến thoái cùng nhau hoàn mỹ phi thường lần lượt tập kích lần lượt phá những trở ngại từ những chỗ sung yếu của ba thanh kim kiếm, muốn giết chết ngay địch nhân. Nhưng, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại liên tục, ba thanh kim kiếm do thần bí nhân khống chế lại có một loại ý cảnh đặc thù. Giống như ba thanh kim kiếm đó, tuyệt nhiên không phải một thân thể, mà là một trình thể hoàn mỹ. Ba thanh kim kiếm lúc thì làm cho người ta có cảm giác như biển gầm sóng cuộn vô tận áp bách, lúc thì lại giống như một hòn núi lớn cao vút trong mây, làm cho người ta không thể dung chuyển sao có thể như vậy chứ la phong khiếp sợ ta có sáu thanh kim kiếm hắn vẻn vẹn chỉ khống chế ba thanh kim kiếm sao mà ta chẳng có ưu thế chút nào nhỉ cố gắng lần lượt nghĩ mọi phương pháp làm sáu thanh kim kiếm tinh diệu phối hợp nhưng đối thủ vẫn lơ lửng xa xa chỉ khống chế ba thanh kim kiếm đã có thể dễ dàng ngăn cản được ngu xuẩn đến cả điểm này cũng không hiểu đôi mắt đen của thần bí nhân lộ ra từ mặt nạ có vẻ châm chọc còn mưu toan thông qua tầng thứ nhất chết đi veo thần bí nhân khống chế ba thanh kim kiếm đột nhiên biến đổi hình thức đột nhiên trong nháy mắt ba thanh khẽ lắc lư mờ ảo sinh ra một loại cảm giác như ba thanh hợp nhất hóa thành một thanh cự kiếm như phá cả bầu trời la phong thầm kinh hãi vội khống chế sáu thanh kim kiếm ngăn trở ầm ầm một tiếng nổ vang lên sáu thanh kim kiếm của la phong bị đánh bay toàn bộ sao la phong giữa không trung xa xa vô cùng khiếp sợ ha ha ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn thần bí nhân gầm lên đối mặt với ba thanh kim kiếm hóa thành ba cầu vồng la phong quát khẽ một tiếng lên ầm 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 từ phía sau la phong trượt nhô lên ba thanh kim kiếm sáu thanh kim kiếm lúc trước bị đánh bay cũng nhô lên đồng thời ngoài thân la phong bung ra kim quang trói mắt kim quang như gợn sóng lan ra bốn phía sau đó nhanh chóng quấn quanh chín thanh kim kiếm chín thanh kim kiếm giống như một trận cơ của một đại trận rất nhiều sợi tơ kim sắc bung ra những kiếm khí kim sắc từ chín thanh kim kiếm bay đi nhất thời một không gian hình cầu lấy la phong làm trung tâm với bán kính chừng 300 thước trong nháy mắt đã thành một thế giới kiếm khí chói mắt vô số kiếm khí kim sắc tung hoành du đãng khắp không gian hình cầu nói thì chậm trên thực tế chín thanh kim kiếm nâng lên đã nhanh chóng hình thành một không gian hình cầu diễn thần binh tầng thứ ba thiên kiếm thức được gọi là khu vực kiếm diễn thần binh chia ra 9 tầng tầng thứ hai thích thiên thức chỉ là chín huyễn kiếm kim sắc hợp nhất sẽ tạo thành một thanh kim kiếm còn tầng thứ ba là yêu cầu có thể đồng thời ngưng tụ ra chín thanh kim kiếm bằng với việc hợp nhất tổ hợp 81 mươi huyễn kiếm kim sắc mới có thể thành công khó khăn cực cao cao hơn tầng thứ hai mấy chục lần tới cả gấp trăm lần la phong có thể thi triển thành công một là nhờ thực lực đã tiến bộ rất nhanh trong 3 năm qua mà cũng nhờ vào việc niệm lực đã đạt tới cấp vũ trụ bậc một bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất xoẹt 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 ba kiếm cầu vồng kim sắc vừa ra khỏi không gian hình cầu lại như chìm vào một đầm lầy kiếm khí bị vô số kiếm khí ngăn cản làm suy yếu tốc độ không ngừng giảm bớt ta thừa nhận người rất mạnh nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn phải thua la phong chân đạp ám vân thoa nhanh như chớp lao về phía thần bí nhân khu vực kiếm lấy la phong làm trung tâm la phong xông lên cả khu vực tự nhiên cũng nhanh chóng di động theo phá Thần bí nhân trong nháy mắt nhanh chóng né tránh, đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai. Xoẹt. Hắn khống chế ba thanh kim kiếm, trong nháy mắt hợp lại với nhau, vô số tơ vàng giao nhau, quấn quanh ba thanh kim kiếm, giao lại hình thành sương mù quanh một thanh cự kiếm kim sắc, thanh cự kiếm kim sắc đầy sương mù nhanh chóng bổ vỡ vô số kiếm khí cản trở, mang theo một cầu vồng mờ ảo, đâm thẳng về phía La Phong. Đây là chiêu gì? La Phong kinh hãi biến sắc, mình cũng tu luyện Diễn Thần binh, nghiên cứu Diễn Thần binh nhưng lại căn bản không biết chiêu này. Thiên kiếm, la phong quát khẽ. Phốc. Chín thanh kim kiếm hình thành khu vực kiếm, lúc này đã liền lại với nhau như một khối. Theo ý niệm la phong khống chế, nhất thời một thanh kim kiếm như một con beo săn đột nhiên xông ra, mang theo uy lực cả khu vực kiếm, đâm thẳng về phía thanh cự kiếm kinh sắc đó, nhất thời cả khu vực kiếm với vô số kiếm khí như tìm được lệnh, toàn bộ dường như cố gắng chặn lại vô số kiếm khí của thanh kim kiếm. Khu vực kiếm đầy những kim kiếm Ba thanh kim kiếm dung hợp thành cự kiếm kim sắc. Trong nháy mắt tiếp kích. Âm. Um, kim kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, một thanh cự kiếm kim sắc như một chiếc thuyền lớn điên cuồng va vào rồi lách qua những kim kiếm của La Phong, tiếp theo trong nháy mắt đã tới trước người La Phong. La Phong không kịp né tránh, phải cầm chiến đao thuẫn bài lên. Âm. Um, La Phong cầm thuẫn bài muốn đánh tan lực công kích, đột ngột phát giác ra thanh cự kiếm kim sắc đã như một hòn núi lớn nguyên nga đập tới, làm cả người La Phong chấn động lập tức máu tươi phun ra. Chẳng trách thi triển thiên kiếm thức cũng không đỡ được, lực công kích quá khó tin. Ý thức La Phong vừa chấn động, rồi tỉnh lại, phát xác ra mình đã trở lại vũ trụ giả định vũ tương sơn trong trang viện ở khu thái sơ của mình. Điện hạ, đám người hầu và hộ vệ đều hành lễ. Ưm, La Phong gật gật đầu. Điện hạ đi thông thiên kiều như thế nào rồi? Quản gia trang viện cũng là thủ lĩnh đội bảo vệ, giới chủ áo đa lý khắc giỏ hỏi. Thất bại. La Phong lắc đầu, thông thiên kiều rất khó lên lần đầu tiên thất bại là rất bình thường điện hạ không cần quá để ý áo đa lý khắc nói la phong vẫn rất bình tĩnh về thư phòng mình trong thư phòng thua la phong nhíu mày một nhóm một nghìn người chúng ta đã có trên chín trăm người kiểm tra rồi ngoại trừ bá lan vượt qua hai tầng liên tục những người khác đều chưa ai qua được một tầng thất bại không ngờ đối thủ sát hạch tầng thứ nhất mà ta gặp phải lại cũng sử dụng diễn thần binh nhưng vẻn vẹn chỉ thi triển ba thanh kim kiếm mà lại có thể phá được thiên kiếm thức của ta cơ sở la phong ta sớm đã nói về sự trọng yếu của cơ sở người thi triển chín thanh kim kiếm tạo thành thiên kiếm thức người ta vẻn vẹn chỉ thi triển ba thanh kim kiếm đã có thể thắng đây là tầm quan trọng của cơ sở ba ba tháp cỡ bằng nắm đấm trên vai kêu lên không phải hắn thi triển diễn thần binh khác ta không giống la phong hồi ức lại quá trình chiến đấu lúc trước ta khống chế sáu thanh kim kiếm hoặc khống chế chín thanh kim kiếm bất luận như thế nào chúng đầu như một thân thể kiểu như sáu binh lính hoặc chín binh lính phối hợp lẫn nhau mà thôi nhưng hắn thi triển diễn thần binh lại có thể về mặt uy lực đã hình thành sự trồng lấn thật sự sống chính thức là một khối đặc biệt là châu cuối cùng ba thanh kim kiếm đều tổ hợp với nhau hình thành một thanh cự kiếm kim sắc diễn thần binh tầng thứ ba thiên kiếm thức diễn thần binh tầng thứ tư đại xảo bất công tầng thứ tư trên thực tế chính là một kiếm trận cỡ lớn dung hợp hóa thành một khối, dùng áp lực tuyệt đối giết chết đối thủ, được mệnh danh là đại xảo bất công. Ta cảm giác, một chiêu của hắn hơi cùng loại với tầng thứ tư. La Phong nhíu mày. Nhưng khác với tầng thứ tư, tầng thứ tư phức tạp và cường đại hơn nó nhiều, còn nó vẻn vẹn chỉ là ba thanh kim kiếm dung hợp lẫn nhau, nhưng sau khi dung hợp lại có uy lực bất thường như vậy. Đây là sát hạch cửu vũ hỗn độn bia. Trong đầu La Phong lóe lên bức đồ họa đầu tiên của cửu vũ hỗn độn bia, vũ tích đồ. Trên vũ tích đồ sở hữu 9 giọt mưa, qua 7 ngày tìm hiểu, trong đầu La Phong cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, lúc này hồi từng lại cảnh chiến đấu lúc trước, rồi nhớ lại vũ tích đồ, trong đầu như nhớ tới một loại ý cảnh dung hợp 3 giọt mưa trong vũ tích đồ. Chẳng lẽ là… mắt La Phong càng ngày càng sáng lên. Trong đầu hắn, những gì tìm hiểu được qua 7 ngày và tìm hiểu quy luật kinh nghiệm sử dụng diễn thần binh 3 năm trước không ngừng dung hợp loại va chạm tư duy này làm vô số hoa lửa bung ra, những ý nghĩ không ngừng hiện lên. Kích động, chờ mong. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. La Phong không kìm được kêu lên. Học theo sách không bằng không có sách gì. La Phong không kìm được cười to. Diễn Thần binh chính là binh khí do cường giả chế tạo, nếu chỉ cứng nhắc dựa theo phương pháp cơ bản nhất sử dụng Diễn Thần binh, thật sự là quá sơ cứng, quá vụng về, khó trách hắn nói ta ngu, thật đúng là ngu xuẩn. Vũ Tích Đồ lúc này mới là phương pháp thi triển ra Diễn Thần binh mạnh nhất. Cử Vũ Hỗn Độn bia ẩn chứa đại đạo chính thức bất kỳ phương pháp sử dụng binh khí nào cũng đều có thể thông qua đại đạo tìm được con đường chính xác nhất lần này mặc dù thất bại nhưng đã làm la phong xúc động hơn cả thành công nhiều bắt đầu thôi la phong đã gấp rút rồi tu luyện chàng trong vũ trụ giả định là nơi diễn luyện tốt nhất vì trong vũ trụ giả định có thể thiết định ra điều kiện diễn luyện tốt nhất hơn nữa bởi vì là một trăm phần trăm mô phỏng do đó giữa sự thật và tu luyện so sánh thực tế thì tích lũy kinh nghiệm phương diện cảm ngộ đều có hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Như sát lục chàng thu phí cao kinh người mà vẫn có vô số cường giả tiến vào, còn là một thành viên hạch tâm có một tu luyện chàng của mình. La Phong cũng không hề nóng ruột vào hỗn độn thành để xem quy luật vận chuyển vũ trụ trên bầu trời, mà vùi đầu vào tiêu hóa những gì mình tìm hiểu từ cửu vũ hỗn độn bia bảy ngày trước. Điện hạ, điện hạ ô tạp đến bái phòng. Giới chủ hói đầu áo đa ly khắc nói. Ô tạp. La Phong ra khỏi tu luyện chàng, thân thể hóa thành một ảo ảnh, xuyên qua vài chục km, trong nháy mắt đã tới cửa trang viện. La Phong, La Phong, xảy ra đại sự rồi. Thiếu niên tóc đen ngân y vội tiến lên. Làm sao vậy? La Phong cười hỏi. Là Nhung Quân. Vị hoàng tử man tạp tinh vẻ mặt kích động liền nói. Người e rằng còn chưa biết đâu, ngày hôm qua chúng ta đi thông thiên kiều kiểm tra, nhóm chúng ta trên 30 người đều đi vào cự phủ thông thiên kiều, nhưng kể cả ta, ai cũng thất bại cả không thể qua được tầng thứ nhất nhưng nhung quân đã vượt qua nhóm một nghìn người chúng ta cũng chỉ có bá lan và nhung quân thành công bá lan qua được hai tầng nhung quân qua một tầng những người khác không qua được tầng này gì cơ la phong chấn động nhung quân thành công lúc trước ở thiên tài chiến mình và nhung quân xem như tranh lệch không đáng kể còn lữ trình ba năm mình dùng tam đại thân thể tu luyện tiến bộ cực kỳ kinh người mặc dù bề ngoài không nói nhưng nội tâm la phong tự thấy mình đủ để xếp hạng thứ hai nhưng kết quả lên thông thiên kiều lại là như thế này hơn nữa vừa rồi ô tạp kích động nói quốc chủ nguyên thần vũ trụ quốc đã xuất hiện ở hỗn độn thành nhận nhung quân làm đệ tử vũ trụ quốc chủ la phong cũng giật mình chết lặng vũ trụ quốc chủ thống lĩnh cả một quốc gia vũ trụ mênh mông trong vũ trụ mênh mông xem như là tầng lớp thống trị chính thức dưới trướng đều là rất nhiều bất hủ sao có thể như vậy chứ la phong cũng không dám tin đến cả bá lan cũng không được vũ trụ quốc chủ tự mình thu làm đệ tử đúng vậy ta cũng không tin ô tạp lắc đầu nói tới cấp độ vũ trụ quốc chủ căn bản không cần phải thu đệ tử họ đã là siêu tồn tại vô số năm không ngã xuống tồn tại trấn thủ một quốc gia vũ trụ cho dù là bá lan mà muốn trở thành vũ trụ quốc chủ cũng có xác suất rất thấp do đó thiên tài không đáng để cho vũ trụ quốc chủ tự mình thu làm đệ tử nhưng quốc chủ nguyên thần vũ trụ quốc đã nhận nhung quân làm đệ tử thật tin tức ta có tuyệt đối không sai. Bây giờ trong cả vũ trụ, lãnh đạo 1008 quốc gia vũ trụ đều đã nhận được tin rồi. Việc này, việc này. La Phong phỉ cười. Từ thần Bá Lan, một thiên tài tuyệt thế mà những người khác trong nhóm thiên tài đều cảm thấy phải ngước nhìn, lại không hề hấp dẫn một vị vũ trụ quốc chủ tự mình thu làm đệ tử. Ngược lại Nhung Quân lại có một vị vũ trụ quốc chủ làm sư phụ. Không phải cái đó làm ta giật mình. Ô tạp thì thào. Ta nghe phụ vương ta nói, Hả? La Phong sáng mắt lên. Không chỉ riêng một vũ trụ quốc chủ muốn thu nhung quân làm đệ tử, mà có tới hai vị. Ô tạp mắt tỏa sáng. Nhưng, người hẳn cũng biết trong 1008 quốc gia vũ trụ kỳ thật đều là chư hầu của năm đại cự đầu. Hai vị vũ trụ quốc chủ, một người thuộc về công ty vũ trụ giả định, người kia thuộc về vũ trưởng cự phủ. Vì nhung quân là người của công ty vũ trụ giả định chúng ta, cuối cùng mới được nguyên thần vũ trụ quốc chủ thành công thu làm đệ tử. Cái gì? Có tới hai vũ trụ quốc chủ tranh giành. La Phong không biết phải nói gì. Bất luận làm sao, Nhung Quân xem như tạm thời mạnh hơn chúng ta. Ô Tạp nắm chặt nắm tay, dù sao, ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, phụ vương ta nói 30 năm ở Hỗn Độn Thành này là thời gian mà chúng ta cất bước đi đầu tiên, cũng là hòn đá mở móng cho những thành tựu của chúng ta trong tương lai, bây giờ tu luyện vừa mới bắt đầu tu luyện ở Hỗn Độn Thành, tất cả vẫn còn rất khó nói. Ưm. Uhm. La Phong gật đầu. Đừng nói nhung quân, ngay cả bá lan, trong lòng La Phong cũng là một mục tiêu cần phải vượt qua. Ngươi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia như thế nào rồi? Ô Tạp hỏi. Tạm tạm. La Phong nói. Ta đề nghị ngươi đi lên những sân thượng của các căn nhà tu luyện trống trong hỗn độn thành nhìn xem. Rất nhiều trong số đó đều là những cảm ngộ mà các tiền bối tùy ý khác lại. Ô Tạp mỉm cười nói. Với tốc độ di động của chúng ta, bỏ ra 10 bữa nửa tháng là có thể đi khắp nơi rồi có thể tìm được một vài khắc lục những cảm ngộ thích hợp nhất cho chúng ta, bia hỗn độn cuối cùng cũng quá thâm ảo, còn khắc lục những cảm ngộ của người khác có lẽ có thể tạo được một vài hiệu quả xúc động, loại cảm ngộ va chạm lẫn nhau mới dễ dàng đề cao. Đó là do phụ vương ta nói đó." La Phong kinh ngạc nhìn về phía Ô Tạp. Mình chiến đấu ở Thông Thiên Kiều một lần, làm mình hiểu được có được tiến bộ rất lớn, loại va chạm cảm ngộ này đích xác rất hữu hiệu. "Cảm ơn." La Phong nói nghiêm trang. "Gì mà cảm ơn?" chỉ có tranh giành với cường giả mới thú vị đối thủ càng mạnh mình tiến bộ càng nhanh hơn ô tạp nhếch mép cười ta đi rồi đi tìm một vài khắc lục biết nhung quân được vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử ta bây giờ chiến ý mạnh hơn nữa hắn lập tức biến mất luôn la phong khẽ gật đầu không thể xem nhẹ bất luận kẻ nào những thiên tài trong top 10 trong số những thiên tài của 1008 quốc gia vũ trụ không ai có thể xem nhẹ họ mình có phân thân ma sát tộc phân thân kim giác cự thú chẳng lẽ người khác lại không thể có vài thứ đặc thù khác? Bảy ngày tìm hiểu, cũng đã tiêu hóa gần xong. Muốn tìm hiểu thấu đáo bức đồ họa đầu tiên của cửu vũ hỗn độn bia, vũ tích đồ, cũng không vài ngày là có thể thành công. Ta cũng nên xem những khắc lục của cổ nhân. La Phong trong nháy mắt đưa ý thức rời khỏi vũ trụ giả định, trở về hỗn độn thành, sau đó bắt đầu tiến hành lục soát diện rộng khắp hỗn độn thành. Vũ trụ giả định, Lôi Đình Đảo Lôi Đình Đảo là nơi tập trung các bất hủ của công ty vũ trụ giả định, là tầng cao nhất chính thức. Lôi đỉnh đảo mênh mông vô cùng, mây mù bao phủ, bốn phía đảo chạy ngang những điện xà. Nếu nói vũ tương sơn còn to hơn cả hành tinh bình thường, vậy lôi đỉnh đảo còn to gấp trăm vạn vũ tương sơn. Nhóm một nghìn thiên tài xông lên thông thiên kiều, kết quả thế nào rồi? Nam tử vầy tím chiến bò xanh ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống thanh âm ầm ầm vang vọng cả thần điện khổng lồ. Tôn giả, phía dưới có một tráng hán đầu sư tử, trông như một người khổng lồ bằng sắt, người đầy những lông tơ kim sắc chói mắt vô cùng cả người hắn như một hằng tinh chói trang rực rỡ lúc này hắn đang bẩm báo vẻ tôn kính trong nhóm một nghìn thiên tài chín trăm chín mươi tám người sông vào thông thiên kiều toàn bộ đã thất bại bà lan thành công thông qua hai tầng nhung quân thành công thông qua một tầng còn xem băng video sông vào thông thiên kiều những thành viên khác ở khu thái sơ cũng có biểu hiện rất tốt như la phong thiên thủy ô tạp đều rất không tệ so với lúc thiên tài chiến thì tiến bộ của họ đều rất lớn Ưm. Nam tử vầy tím chiến bảo xanh khẽ gật đầu. Tên nhung quân đó quả làm ta phải giật mình, những người khác đều còn rất bình thường. Đưa video nhung quân chiến đấu ở thông thiên kiều cho ta. Nam tử vầy tím chiến bảo phân phó. Dạ, tôn giả. Tráng hán đầu sư tử cung kính chuyển lại video. Lập tức trong thần điện hiện lên một màn hình, trên màn hình bắt đầu truyền lại đoạn phim. Trên đoạn phim, xã nhân nhung quân giống như một chiến thần man hoang, một luồng khí tức hung hăng, một thanh đao khổng lồ xé rách cả thiên địa, đao này quả thực xuất thần nhập hóa, đao nào cũng hùng ác vô cùng, cuối cùng chém đối thủ cũng sử dụng đao chết tươi. Nam tử vải tím chiến bào xanh yên bình nhìn khẽ nhíu mày. Ngươi ra ngoài đi. Vâng. Tráng hán đồ sư tử cung kính thối lui. Trong thần điện một khoảng yên tĩnh. Nam tử vải tím chiến bào xanh xem kỹ lại video, lẩm bẩm nói: "Thật là việc lạ, thiên phú chiến đấu của Nhung quân đích xác kinh người, mặc dù về việc cảm ngộ quy luật cũng không quá mạnh." nhưng hắn lại có thể phát huy ra chiến lược siêu cường tuổi nhỏ mà đã tự nghĩ ra đao pháp là một thiên tài rất lợi hại nhưng cũng không đáng để hai vị vũ trụ quốc chủ nguyên thần cổ luân tranh cấp thu làm đệ tử nhỉ nguyên thần cổ luân hai vị vũ trụ quốc chủ tồn tại tuế nguyệt còn xưa hơn cả ta nhiều nam tử vầy tím chiến bảo xanh nhíu mày cũng đạt tới tầng lớp tôn giả sớm hơn ta có lẽ từ đoạn video đó họ đã phát hiện ra thứ mà ta không phát hiện được nguyên thần vũ trụ quốc chủ cổ luân vũ trụ quốc chủ đều là những siêu tồn tại cửu kiếm tôn giả hiểu rõ những thiên tài không có lực hấp dẫn với vũ trụ quốc chủ bồi dưỡng thiên tài thì sao trừ phi là bồi dưỡng ra một vũ trụ quốc chủ nếu không cũng không có ích gì nhiều với bản thân họ đến cả bá lan cũng không có ai tranh giành thu làm đệ tử nhưng nhung quân lại có tới hai vũ trụ quốc chủ đi tranh khẳng định có bí mật nguyên thần cổ luân hai lão gia hỏa này là một trong những vũ trụ quốc chủ sống lâu nhất khẳng định đã phát hiện ra điều gì đó Cửu kiếm tôn giả xem đoạn video, với tồn tại như hắn, sớm đã phân tích hết mọi thứ trong video rồi, nếu có gì có thể phát hiện thì đã sớm phát hiện ra rồi. Tại sao? Có gì bí mật, cửu kiếm tôn giả suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể bần thần trong lòng. Trong hỗn độn thành, trong tầng 7 tòa nhà hình tháp 9 tầng, tráng hán người vượn mặc chiến khải kim sắc chân diễn vương, đang đàm luận với nữ tử đôi rắn về việc lần này nguyên thần vũ trụ quốc chủ tới hỗn độn thành, thu nhung quân làm đệ tử. Nhung quân thiên phú chiến đấu cực cao nữ tử đuôi rắn khàn khàn nói cảm ngộ quy luật bản nguyên của hắn có lẽ hơi thấp thế mà lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực mạnh rất xuất sắc đợt này một nghìn thiên tài của công ty vũ trụ giả định các ngươi ngoại trừ bá lan hắn thứ hai không thể nói như vậy trần diễn vương liền nói trong 12 hai tiểu gia hỏa lựa chọn cừu vũ hỗn độn bia cũng có một tên không thua nhung quân chút nào thậm chí mạnh hơn một chút ngươi nói la phong à nữ tử đuôi rắn khẽ gật đầu cũng đúng tên tiểu gia hỏa đó cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc một lại có thể thi triển ra thiên kiếm thức chỉ là không biết cách biến hóa vận dụng diễn thần binh còn dừng lại ở cấp độ cơ bản nhất nhưng về cơ sở cảm ngộ quy luật bản nguyên lại rất vững chắc dạy thêm một chút sức chiến đấu có thể tăng vọt một bước dài nói về cảm ngộ quy luật bản nguyên bá lan đệ nhất la phong thật ra có thể xem là thứ hai Ưm tráng hán người vượn chân diễn vương vuốt cầm nói nhỏ Tên La Phong này tuyệt đối là hạt giống tốt có thể trường phái Cửu Vũ chúng ta, ta cũng phải theo dõi hắn kỹ càng. Ngươi muốn làm gì?" Nữ tử đuôi rắn kinh ngạc nói. "Sao? Nhung Quân có sư phụ là Vũ trụ Quốc chủ, ta chỉ hơi kém hơn một chút thôi." Tráng hán người vượn rung đùi đắc ý. "Bây giờ hỗn độn thành, trong trường phái Cửu Vũ, đứng dưới Vũ trụ Quốc chủ thì ta xem như đệ nhất, những Vũ trụ Quốc chủ ấy không thèm nhìn bọn người La Phong bá lan, nhãn giới ta không cao như vậy, ta vẫn thấy đến khi La Phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ ba, sẽ có tư cách tới nghe chúng ta giảng bài. Đợi mấy chục vạn năm nữa, trong số chúng ta không biết chừng sẽ có sư huynh một siêu bất hủ đó. Ha ha! Nữ tử đuôi rắn lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại. Thấy thế, tráng hán người vượn cũng không quấy dày, hư không tiêu thất khỏi tòa nhà hình tháp. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người